Xin chào quý vị, xin chào chị Thu Trang. Và chị Trang thân mến, ngày hôm nay thì tôi có một câu hỏi muốn gửi tới chị Trang. Đó là hiện tại thì tôi đang thấy trên thị trường có bán rất nhiều các dòng sản phẩm yến xào, tổ yến với giá cả và thương hiệu đa dạng, khiến cho người tiêu dùng và bản thân tôi cảm thấy khá là hoang mang. Không biết rằng là nên lựa chọn thương hiệu nào thì mua được yến xào nguyên chất và an toàn. Vậy chị Trang có bí quyết gì thì có để chỉ cho tôi cũng như quý vị khán giả được không ạ? Vâng, anh Âu Việt đã hỏi đúng người rồi đấy ạ. Thưa quý vị khán giả, chúng ta đều biết đến là yến xào là sản phẩm rất giàu protein, axit amin và nhiều vi chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe. Và ngày hôm nay thì Thu Trang xin được giới thiệu tới anh Âu Việt cũng như là quý vị khán giả của chúng ta một thương hiệu yến xào vô cùng uy tín và an toàn. Đó chính là dòng sản phẩm yến xào đến từ thương hiệu yến xào Hồ Gia Trang, tinh hoa yến Việt, chia sẻ đến quý khán giả, quý khách hàng những giá trị tinh hoa của yến xào Việt Nam. Và đối với sức khỏe chúng ta thì có lẽ không kể hết được những tác dụng của yến xào, đúng không chị Trang? Vâng, rất chính xác. Bởi lẽ chúng có thể thúc đẩy tiêu hóa, kích thích vị giác, tăng cường khả năng chuyển hóa cũng như hấp thụ các chất dinh dưỡng, qua đó giúp người bệnh ăn uống ngon miệng và có một sức khỏe tốt hơn, rồi cải thiện hệ miễn dịch của chúng ta nữa. Vâng, quý vị thân mến, trong thời điểm mùa dịch này thì việc nâng cao sức đề kháng là việc rất cần thiết. Và yến xào là một trong số những thực phẩm có khả năng hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch cho người dùng. Và với dòng sản phẩm yến xào Hồ Gia Trang nguyên chất an toàn, quý vị sẽ hoàn toàn yên tâm sử dụng cho cả gia đình, từ trẻ nhỏ cho tới người lớn, nâng cao đề kháng, phòng chống nhiều virus gây nên các bệnh nguy hiểm. Và quý vị có biết không ạ, một số trang báo uy tín cũng đã đưa tin về tác dụng tuyệt vời này của yến xào dành cho bệnh nhân đang hồi phục sau khi bị Covid-19, là những người có khả năng cao mắc các bệnh lý về phổi, hô hấp hoặc là những người có thể trạng yếu mới ốm dậy. Đó là hỗ trợ tăng cường đề kháng, cải thiện hệ miễn dịch, bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể, giúp điều trị bệnh hiệu quả, sớm mang lại sức khỏe dẻo dai, năng lượng cho người bị bệnh ạ. Còn như quý vị có thể thấy trên trường quay của chúng tôi đây, thì yến xào Hồ Gia Trang có rất nhiều dòng sản phẩm bao gồm yến trắng, hồng yến, huyết yến, tổ yến thô, tổ yến tinh chế, tổ yến sơ chế, yến vụn, chân tổ yến hay là yến xào chưng sẵn cùng với yến nước. Dòng sản phẩm vô cùng là hữu ích đúng không ạ? Với tiêu chí đạt chất lượng sản phẩm và yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm lên hàng đầu, thương hiệu yến xào Hồ Gia Trang cam kết tất cả các sản phẩm yến xào của thương hiệu đều được cấp chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm cùng với quy trình khai thác sản xuất yến xào khép kín hiện đại. Và chỉ trong chương trình TV Shopping của ngày hôm nay thôi, quý vị sẽ được hưởng ưu đãi giảm giá lên đến 25% trên mỗi sản phẩm, cùng với quà tặng kèm bao gồm một hộp nấm đông trùng hạ thảo, một hộp sen khô, một hộp táo tàu, một hộp hạt chia, một hộp đường phèn, một cuốn cẩm nang kiến thức hướng dẫn sử dụng và chế biến yến xào, một thú sứ chưng yến xào cao cấp Hồ Gia Trang trị giá 483.000 đồng, một máy đo nồng độ oxy trong máu SpO2 Pure Oximeter Fingertip trị giá 1.381.000 đồng và một máy đo huyết áp điện tử Sinocare Sinohurt trị giá 1.152.000 đồng và một số phiếu giảm giá trị giá lên đến 500.000 đồng nữa khi đặt mua sản phẩm thiết bị y tế gia đình cùng hệ thống của thương hiệu. Vậy quý vị còn chần chờ gì nữa mà không liên hệ ngay tới hotline 1900 7226 hoặc là điện thoại 028 22 401 401, liên hệ đến website hogiatrang.vn hoặc tới fanpage Yến xào Hồ Gia Trang tinh hoa Yến Việt hoặc trụ sở 48A Thống Nhất, phường 10, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh để sở hữu ngay những sản phẩm yến xào nguyên chất vừa thơm ngon vừa bổ dưỡng quý vị nhé. Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và đừng quên sử dụng yến xào Hồ Gia Trang mỗi ngày quý vị nhé. Rất tiếc khi thời lượng bây giờ cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.